Anh không biết là nếu như ngày hôm nay anh không anh từ chối cái lời đề nghị này, anh có mất đi một cái gì đó, anh có mất đi một người mà rất là yêu thương anh hay không? Cuốn sách này á thì cũng giống như tên gọi của nó là Đừng Có Quên Nhau, thì anh cũng sẽ luôn luôn nhớ về em. Ngày hôm nay anh vẫn chưa có thể ra về cùng em được. Cái sự rung động của anh dành cho em nó chưa đủ, vì anh cảm thấy rằng là em chưa hiểu rõ về anh. Thật sự em chưa hiểu rõ về anh. Dù là Đông Tây Nam Bắc thì vẫn là anh thôi. Đó cũng là tình cảm của em. Dù có đi bốn phương hoặc tám hướng, Đông Tây hay là Nam Bắc, thì tình cảm của em vẫn chỉ dành cho mình anh thôi. Đã 6 năm rồi, em mong là anh hiểu được tình cảm của em. Và hôm nay em đã lấy hết can đảm để đứng ở đây, và mong là chúng ta có thể trở thành một đôi. Bây giờ là phần anh trả lời đúng không? Dạ. Cho anh suy nghĩ một chút xíu nha. Đợi anh 6 năm rồi thì đợi thêm cũng chả sao hết. Người ta có câu là một mình bao lâu, một mình thêm chút có sao đâu. Anh tên Trường, em tên Phương, hai đứa mình thương nhau là đúng mà. Từ trước đến giờ chắc có lẽ rằng là hình ảnh của anh luôn trong mắt em luôn luôn rất là đẹp đẽ đúng không? Đến đây và làm tất cả mọi điều ở trên này, nó là một điều rất là đặc biệt đối với anh. Và có lẽ anh là người rất là may mắn khi mà có được một người yêu thương mình một khoảng thời gian rất là dài như vậy. Mà em còn hay lén nhìn anh qua cửa rồi xuống căng tin để gặp anh. Những điều đó bây giờ mới biết thì sự làm cho anh rất là rung động. Nhưng mà nếu như có thể hãy cho anh thời gian để hiểu em hơn. Anh không biết là nếu như ngày hôm nay anh không anh từ chối cái lời đề nghị này, anh có mất đi một cái gì đó, anh có mất đi một người mà rất là yêu thương anh hay không? Nhưng mà anh rồi thì
sẽ tìm hiểu nhau. Nhưng mà nói lại đây là mày có bạn khác cướp anh thì sao? Thiệt ra anh không biết phải nói. Tại vì bây giờ có nói gì chăng nữa thì em tôn trọng quyết định của anh. Anh coi như là tất cả đâu. Em cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Dù sao thì em cũng đã được thổ lộ tình cảm với anh. Điều mà 16 tuổi em đã bỏ lỡ, hôm nay em đã thực hiện được. Và em rất là cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Em chào anh. Chắc là em phải đi vô nha. Em được đứng cạnh anh như thế này, em được nhìn thấy anh như thế này và cùng anh đón một cái khung cảnh như thế này, em thấy rất là vui và trân trọng nó. Anh cũng thấy vui nữa, thiệt á. Nhưng mà bây giờ cũng đã đến lúc anh đưa ra quyết định rồi á. Biết rồi. Cái không gian, mọi thứ mà em đã cố gắng chuẩn bị á, nó rất là chỉnh chu và chu đáo luôn. Em lặn lội từ Long An lên đây để mà tỏ tình anh. Như em đã nói, cái lúc đầu là em mong nhận được sự chân thành từ người mình thích. Thì hôm nay em đã thấy rất là nhiều sự chân thành nữa anh. Em thấy như vậy là đủ rồi. Anh cũng cảm thấy được sự chân thành từ em nữa. Anh nhớ nói từ từ. Anh từ từ nha, tại vì em dễ cảm động á. Cho nên là anh đừng có nhanh quá nha. Thiệt sự là anh cảm thấy em cũng rất là chân thành với anh. Nếu như mà anh là một cái gì đó mà một cái điều gì đó khiến cho em cũng vui, thì bản thân anh cũng cảm thấy kiểu mình cũng tự hào á. Hôm nay em gặp anh là lần thứ hai. Và sau cái dịp này trở đi, em không biết là còn dịp nào khác để gặp anh không nữa. Em vẫn còn một món quà cuối cùng á. Em rất là thích cái tên của cuốn sách này. Và cuốn sách này tên là Mình Đừng Quên Nhau. Em hy vọng là anh và em sẽ đừng quên nhau. Thì ở trong đây có một đoạn mà em rất là thích.
em sẽ đọc cho anh nghe nha. Cảm ơn anh vì đã luôn dịu dàng với em như vậy. Dẫu có thể chúng ta sẽ mãi không là gì của nhau, nhưng em biết chúng ta sẽ luôn nhớ nhau rất là nhiều. Anh cầm cái cuốn sách này đi. Em mong là anh sẽ đọc nó và nhớ đến cái tựa sách này ngày hôm nay. Anh muốn nói rằng là anh cảm ơn em đã theo dõi anh rất là lâu như vậy. Thực sự là anh cảm thấy rất là trân trọng luôn. Anh nói thiệt là anh rất trân trọng. Cầm cuốn sách này á, thì cũng giống như tên gọi của nó là Đừng có quên nhau, thì anh cũng sẽ luôn luôn nhớ về em. Ngày hôm nay anh vẫn chưa có thể ra về cùng em được. Nhưng mà em đừng có buồn nha. Tối nay á, hoặc là tí nữa, anh sẽ kiểm tra Facebook và đọc tin nhắn mà em gửi cho anh. Anh có thể nắm tay dắt em ra ngoài cửa được không? Được. Cảm ơn em rất là nhiều. Hy vọng rằng là sau ngày hôm nay và cả sau này nữa, cũng giống như em nói là anh hy vọng rằng em sẽ luôn luôn hạnh phúc. Em rất là trân trọng ngày hôm nay, và em rất là trân trọng anh của hiện tại. Anh cũng rất là trân trọng em. Bây giờ anh dẫn em ra. Okay. Chẳng thể yêu một ai, nhưng trái tim của em đã rung động lúc anh ngang trốn đây, thắp sáng cả cuộc đời buồn tênh. Chắc là tuyết đang tan khi có cơn gió xuân ghé đến, được nhìn anh môi nhẹ khi cánh hoa rơi ngoài sân, làm cho đôi lúc em hay lo sợ rằng ngày mai đôi ta tan như khói mây. Em vẫn nhớ tay anh đã nắm tay em bước đi. Anh biết tại sao mà em tặng cho anh một cặp bánh tét này không? Tại sao vậy? Bởi vì cặp bánh tét này nó luôn đi đôi với nhau. Em mong là sau này anh cũng sẽ luôn luôn đi đôi với em như vậy á. À, bây giờ mình xuống thuyền nha. Em nghĩ là bây giờ cũng tới khoảnh khắc anh đồng ý hay không rồi. Nhưng mà em muốn nói là nếu mà anh không đồng ý á, thì em sẽ lấy lên một cái bánh tét. Em sẽ đưa cho anh một cái thôi. Em cũng rất là hiểu, bởi vì anh chưa cảm nhận gì với em đúng không? Thì sau này nếu mà được á, thì anh có thể làm bạn với em không? Ok, anh hứa. Anh hứa luôn nha. Nhưng mà em nói trước là em rất dễ bị tổn thương đó nha. Ok. Nên là anh... Rồi, giống như hồi nãy anh nói, thiệt sự rằng là anh vẫn chưa có cảm nhận được nhiều. Là anh cần nhiều thời gian nữa đúng không? Anh cần nhiều thời gian để hiểu em hơn, đúng không? Ví dụ như là anh rất là mong chờ khi mà Như Thảo lên tổ tin anh ngày hôm nay. Thực sự để mà nói thì anh vẫn chưa cảm thấy rằng là em tìm hiểu về anh nhiều. Em cũng chỉ mới là biết anh đóng phim nè, rồi gặp anh qua những buổi ra mắt phim. Cho nên rằng là cái sự rung động của anh dành cho em nó chưa đủ. Vì anh cảm thấy rằng là em chưa hiểu rõ về anh.
Thật sự em chưa hiểu rõ về anh. Nếu mà anh cảm nhận như vậy thì chắc có lẽ là do em cũng ít nói á. Em cũng không biết là thể hiện với anh như thế nào. Anh xin lỗi Như Thảo. Anh cảm ơn vì ngày hôm nay em đã đến tỏ tình anh và đã cố gắng làm hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà anh vẫn chưa rung động được. Nhưng mà anh vẫn giữ lời hứa của em. Dạ. Vậy bây giờ anh đưa em lại một cái bánh tét đi. Thật ra bây giờ em rất là buồn vì theo như em chia sẻ từ nãy giờ thì đây là lần đầu tiên mà em tỏ tình với một người con trai mà em có cảm tình. Nhưng mà bây giờ lại bị từ chối thì bây giờ em đang rất là buồn. Không biết là anh có thể làm em đỡ hơn được không ạ? Em bây giờ cảm xúc khó tả quá. Anh thiệt lòng là anh rất là chân thành cảm ơn em ngày hôm nay đã đến tỏ tình anh và làm hết tất cả mọi thứ, đã đưa anh về quê không gian rất là miền Tây, rồi cho anh cảm giác ăn bún riêu ở trên thuyền. Anh thật sự rất là trân trọng những điều đó. Nhưng mà thật lòng mà nói thì anh vẫn chưa có thể rung động được từ em. Anh hy vọng rằng là Như Thảo đừng buồn nha. Hy vọng rằng là biết đâu được trong tương lai ở ngoài thì anh em mình có thể hiểu nhau hơn. Vậy em sẽ lấy lại một cái bánh tét này và mong anh sẽ tìm được một người mà có thể làm cho anh rung động. Mà em nói rằng là anh có thể làm gì cho em để em bớt buồn hơn không, thực ra thì anh không muốn gieo cái cảm giác gieo hy vọng cho ai, và rồi để rồi cái hy vọng đó làm cho em phải càng tổn thương hơn. Nên Như Thảo hãy hiểu cho anh nha. Dạ. Nhưng mà anh đừng có lo xa quá nha. Nếu mà sau này không tìm được ai thì anh nên nhớ là có em ở đằng sau. Cảm ơn em. Em luôn đợi anh. Em có thể ôm anh một cái không? Cảm ơn anh. Anh rất là trân trọng và cảm ơn em. Dạ. Em vô nha.